Bố sẽ dạy con một điều. Cái điều gì sẽ giúp chúng ta đạt được những thành công? Đó chính là sự tập trung. Khi mà làm cái doanh nghiệp này thì có những lúc bố đã test doanh nghiệp chạy rất là nhiều, bán rất là nhiều sản phẩm, rồi bán rất là nhiều dự án. Thì bố cứ nghĩ là à, bố có tệp khách trong tay, bố có rất nhiều khách trong tay thì bố có thể, họ không mua dự án này họ, thì họ sẽ mua dự án khác. Đấy, thì bố cứ nghĩ là bố sẽ lấy nhiều dự án về thì đồng nghĩa việc là sẽ bán được nhiều hàng hơn, nhưng không phải. Lúc đấy thì các cái bộ phận như là quản lý rồi cấp cao, cấp trung, rồi các bạn sale sẽ phải chạy theo cái mong muốn của bố, đó là mời nhiều khách, nhiều dự án khác nhau, thành ra nó bị loãng, nó không có tính tập trung. Thì các cô các chú ấy chưa kịp quen với dự án A thì đã phải làm dự án B chẳng hạn. Đấy, và cuối cùng cái kết quả bố nhận lại được thì nó lại không được đạt hiệu quả cao. Thế sau đấy xong thì bố thấy à, vấn đề của mình đã sai rồi. Thì bây giờ mình sẽ tập trung mình làm một dự án thôi và hãy làm nó thật mạnh lên. Khách này của mình không mua dự án đấy, nhưng mà sẽ là gì? Chúng ta tập trung để chúng ta chăm các khách khác. Chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi và anh em đều yêu cái dự án đấy, hiểu, người ta hiểu người ta mới yêu. Và cái nguyên tắc để mà bán được hàng đó chính là chúng ta cũng phải yêu cái sản phẩm của mình. Đấy, và chúng ta phải thật sự hiểu nó, yêu nó thì chúng ta mới có thể bán được hàng. Và tất cả trong cái công việc khác cũng vậy, bố nghĩ là cái tính tập trung. Đấy, và một mục tiêu duy nhất thì nó sẽ là gì ạ? Giúp chúng ta đạt đến những cái thành quả nó tốt hơn và nhanh hơn rất là nhiều.